Take a trip to my Chào các bạn, nhắc đến thương hiệu Philips thì chúng ta thường quen thuộc với những thiết bị đồ điện tử cũng như đồ gia dụng trong gia đình. Trước đây thì Philips cũng đã có một số sản phẩm điện thoại tầm trung. Cái điểm nổi bật của những dòng điện thoại của họ đó chính là dung lượng pin rất là cao. Và hôm nay cái thương hiệu đến từ Hà Lan này đã giới thiệu đến thị trường Việt Nam 4 smartphone mới nhất, và cũng đi kèm với nó là những thông số pin cực kỳ khủng. Trên tay mình chính là một trong những sản phẩm như thế, chiếc Xenium V6610 của Philips với dung lượng pin lên tới 5300 mAh, và nó đã đánh bại chiếc Lenovo P780 để trở thành thiết bị sở hữu dung lượng pin lớn nhất hiện tại. Và mình sẽ có bài mở hộp cũng như trên tay nhanh sản phẩm này gửi đến các bạn. Chiếc Philips V6610 thì khi các bạn đi mua hàng thì các bạn sẽ được tự tay bóc sản phẩm này. Với đây là một thiết bị chính hãng được phân phối bởi Smartcom. Đó, ở mặt trước thì các bạn thấy là với cái quà tặng rất là ưu ái khi mà các bạn mua sản phẩm, đó là khách hàng sẽ được tặng thêm một cái sim Viettel 3G chúng ta dùng miễn phí với cái tài khoản lên tới 2.500.000. Đó, thì ngay sau đây mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này. Đây sẽ là một chiếc Philips V6610. Cái sản phẩm này thì nó sẽ có màu xanh đen. Đó, thì phụ kiện bên trong, thứ nhất thì mình sẽ có cái sim, đó đây là cái sim 3G mà các bạn sẽ được khuyến mại kèm theo. Tiếp theo là sách hướng dẫn sử dụng và một cái phiếu bảo hành chính hãng, một đi kèm theo đó là một cái miếng dán màn hình, và đây là một chiếc tai nghe, cáp kết nối micro USB, và cuối cùng là một tủ sạc. Đó, và mình sẽ có bài trên tay nhanh cái sản phẩm này. Với đầu tiên là về thiết kế thì chiếc Philips V6610 sẽ có khá nhiều điều để nói. Khi mà cái màn hình cũng như cấu hình nó ngày càng cao, tuy nhiên cái công nghệ pin thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Chứ vậy để sản xuất ra một thiết bị dung lượng pin lớn thì buộc việc cái kích thước của pin phải tăng lên, và đồng thời cũng kéo theo là cái thiết kế cũng sẽ phải dày và lớn hơn khá là nhiều. Đó, chiếc Philips V6610 trên tay mình nó có cái kích thước màn hình 5 inch, đó, tuy nhiên các bạn thấy độ dày của nó lên tới 11.4mm, khối lượng của nó lên tới 200g. Cầm cái sản phẩm này trên tay phải nói là nó cho mình cái cảm giác giống như cầm những thiết bị hầm hố của Nokia nồi đồng cố đá hồi xưa. Các bạn biết rằng là với cái sản phẩm này có thể ném bàn thủng và ném chó là chó ăn quay. Đó, đây ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một thiết kế với cái chất liệu nhựa, nhưng nó sẽ được ngăn cách bởi 3 phần. Ở phía trên sẽ là camera chính 8 megapixel, đèn led trợ sáng. Ở phía dưới là logo Philips, loa ngoài, và đây sẽ là tem của nhà phân phối. Ở phía giữa sẽ là một cái phần kim loại màu đen, và chúng ta tháo nó ra sẽ là nơi để các bạn thay hai sim. Ở đây sản phẩm này hỗ trợ cho chúng ta tới hai cái cắm sim, một cái sim chúng ta dùng 3G và một cái sim dùng 2G. Đấy, các bạn có thể thay thế vào đây. Ở vị trí giữa thì chúng ta sẽ có thể cắm được thẻ nhớ micro USB và nó hỗ trợ cho chúng ta lên tới 32GB. Về chất liệu mặt sau của sản phẩm này thì nó sẽ không bám bẩn cũng như là không bám mồ hôi và chống chảy xước khá là tốt. Ở phía trước sẽ là một màn hình cảm ứng 5 inch và toàn bộ nó sẽ là màu đen. Ở phía trên chúng ta sẽ có cái loa ngoài, camera phụ và các cụm cảm biến. Ở phía dưới là 3 phím điều hướng, phím back, phím home và phím menu. Đó, phím menu này nhìn thiết kế trông khá là giống cái phím đa nhiệm. Ở cạnh bên thì sao? Cạnh bên thì ở bên phải mình có duy nhất một phím nguồn đặt ở vị trí ấn khá là dễ dàng. Ở phía trên sẽ là một cái khe để chúng ta cậy cái nắp ở đằng sau ra. Và cái trên cùng, đây chính là cái phím mà chúng ta có thể gạt lên và gạt xuống. Và khi chúng ta gạt xuống thì máy nó sẽ tự động, nó về cái chế độ tiết kiệm pin, nó sẽ tắt tất cả các kết nối. Đó, và khi chúng ta gạt lên phía trên thì chúng ta sẽ tắt cái chế độ tiết kiệm pin đi. Đó, thì máy lại sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Ở phía bên cạnh phải thì sẽ là hai phím tăng giảm âm lượng. Ở phần cạnh dưới của máy thì nó sẽ có phần cổng che đậy cái rác kết nối, nó khá là kín. Và cái khi mà các bạn, đặc biệt những bạn nào đi làm công trường hoặc chúng ta là kỹ sư, trong cái môi trường bụi bặm thì cái sản phẩm của nó chống bụi rất là tốt. Ở phía trên thì sẽ là duy nhất cái cổng kết nối tai nghe 3.5mm. Đó, như vậy thì với chiếc Philips V6610 với cái dung lượng pin lên tới 5300 mAh thì nó trở thành thiết bị pin khủng nhất bây giờ. Chính vì vậy thiết kế của nó thì phải nói là mình chắc chắn sẽ không phù hợp với những bạn nữ, và những bạn nào tay to, tay khỏe thì có thể sử dụng cái sản phẩm này nó dễ dàng. Về màn hình thì chiếc Philips V6610 nó được trang bị màn hình cảm ứng 5 inch. Và bên cạnh đó rất tiếc là cái mật độ điểm ảnh thì nó đạt khá là thấp. Sản phẩm này thì nó không được đạt đến HD, mà chỉ đạt QHD thôi, với cái độ phân giải đó là 960x540 pixel. Khi các bạn xem ảnh thì cái sản phẩm này nó được hỗ trợ cái tấm nền IPS, chính vì vậy nó cho cái hình ảnh hiển thị khá là trung thực, cái góc nhìn tốt và cái độ sáng cũng khá là cao. Khi bạn nghiêng đi một góc thì cái hình ảnh nó sẽ không hề bị biến dạng. Tuy nhiên là điểm yếu thì do nó không được trang bị màn HD, nhưng khi các bạn zoom một bức ảnh với cái khoảng cách chúng ta nhìn gần thì sẽ thấy rõ hiện tượng vỡ hạt. Đó, cái sản phẩm này nó đạt cái mật độ điểm ảnh chỉ trên 200 ppi một chút. Tuy nhiên với những cái trải nghiệm ở khoảng cách thông thường thì các bạn nhìn thấy nó cũng chất lượng khá là tốt.
Về cấu hình thì chiếc VK6610 thì nó được trang bị một cấu hình tầm trung, đó là RAM 1GB, chip loại tứ xung nhịp 1.3GHz 4 nhân. Và sản phẩm này thì các bạn thấy là khi mình đo bằng điểm AnTuTu X, nó đạt cái điểm số khá là cao, 17.139 điểm. Nó sẽ tương đương với những sản phẩm chạy chip S4 Pro RAM 2GB trên thị trường. Ngoài ra, một cái điểm mình đánh giá khá cao trên sản phẩm này đó chính là phần giao diện, thì hãng đó không có quá nhiều cái tùy biến sâu, can thiệp sâu vào hệ thống. Chính vậy khi mà những cảm giác lướt chạm chúng ta nó sẽ hoàn toàn mượt mà như khi các bạn chạy cái hệ điều hành Android Google gốc. Ở đây thì sản phẩm này hiện tại đang được chạy phiên bản Android Google 4.2.2. Sản phẩm này thì trong tương lai thì nó sẽ được nâng cấp lên hệ điều hành cao hơn, bởi đây là một thiết bị chính hãng. Các bạn chỉ cần kết nối Wi-Fi và chúng ta sẽ tải những bản cập nhật xuống. Với cấu hình như này thì nó đáp ứng hoàn toàn mượt mà cho chúng ta những trải nghiệm, kể cả một số cái game đỉnh cao mình đã tải về. Ở đây mình sẽ có Asphalt 8, mình sẽ thử trải nghiệm qua một chút về cái game này cho các bạn để thấy cái phần cứng của sản phẩm này nó hoàn toàn đáp ứng được cho các bạn về những cái nhu cầu giải trí. Hơn nữa, cái dung lượng pin lên tới 5.300 mAh, thì cái việc mà chơi game trong thời gian dài là điều hoàn toàn có thể đối với chiếc Philips VK6610. Ngoài sở hữu một cái dung lượng pin trâu thì chiếc VK6610 cũng cho chúng ta cái hỗ trợ cái giải trí khá là tốt. Ở đây camera của sản phẩm này thì ở đằng sau nó sẽ là một camera chính 8 MP, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn khá là nhiều chế độ chụp cao cấp. Ở đây mình đã trải nghiệm thử cái sản phẩm này, nó có chế độ chống rung, bên cạnh đó là rất nhiều hiệu ứng khi chúng ta quay phim cũng như chụp ảnh. Ở trong phần cài đặt thì các bạn sẽ có rất là nhiều tùy biến về cái những cái thông số kỹ thuật như là hiệu ứng màu, các chế độ chụp, cân bằng trắng cũng như ISO. Ở trong cái phần video thì chúng ta có thể chỉnh những cái cài đặt chất lượng video ở đây, chất lượng cao, chất lượng nét hoặc là trung bình. Thì tùy theo mỗi cái chất lượng bạn chọn thì cái dung lượng video nó sẽ khi xuất ra nó sẽ cao hay là thấp. Khi bạn quay video, sản phẩm này nó cũng hỗ trợ cho chúng ta những cái hiệu ứng biến đổi khuôn mặt như là đôi mắt to hay là miệng lớn để chúng ta quay những cái video hài hước dành cho bạn bè của mình. Ở trong phần chụp ảnh thì nó sẽ có khá nhiều hiệu ứng cho chúng ta chọn lựa. Bên cạnh đó, ở phần cài đặt thì ở đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta một chế độ chống rung. Tức là khi các bạn sử dụng cái chế độ này thì hình ảnh nó sẽ đỡ bị rung và mờ hơn. Như vậy, với chiếc camera 8 MP của chiếc Philips VK6610 thì nó đáp ứng hoàn toàn cho chúng ta những trải nghiệm tự sướng để có thể chia sẻ, upload lên mạng cho bạn bè. Và cuối cùng là về pin thì đây là một cái điểm nổi bật nhất trên sản phẩm này. Với dung lượng pin lên tới 5.300 mAh thì nó vượt qua tất cả những smartphone cao cấp khác để trở thành cái thiết bị có dung lượng pin lớn nhất ở thời hiện tại. Với cái dung lượng pin 5.300 thì hãng cái thông số này thì hãng cho chúng ta biết là các bạn có thể sử dụng trong thời gian chờ lên tới 2 tháng và thời gian đặt thoại lên tới 33 giờ, tức là nếu chúng ta chỉ nghe gọi không thì có thể nghe gọi liên tiếp trong khoảng tầm hơn một ngày. Đó, ngoài ra nếu như bạn nào trải nghiệm ứng dụng game hoặc là lướt web thì cái sản phẩm này nó vẫn đáp ứng cho chúng ta từ tầm 2 đến 3 ngày là điều hoàn toàn bình thường. Ngoài ra thì chiếc Philips VK6610 nó hỗ trợ cho chúng ta một chế độ tiết kiệm pin rất là đơn giản. Khi ở bên cạnh phải ở phía trên nó sẽ có một cái cần gạt, chúng ta gạt xuống thì sẽ bật nhanh cái chế độ mà chúng ta giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng. Các bạn khi các bạn tích vào chế độ này thì mọi cái kết nối Wi-Fi, Bluetooth của bạn thì nó sẽ tự tắt đi và ngay sau đó thì nó sẽ giảm được sóng màn hình, tức nó sẽ tối ưu mọi thứ để giúp cái thời lượng sử dụng pin của chúng ta nó nhanh hơn. Và khi các bạn gạt trở lại thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Ngoài ra, ở trong phần cài đặt mình thấy có một chế độ cũng khá là hay, và cái chế độ này thì nó cũng sẽ giúp mình tiết kiệm pin đi khá nhiều. Vâng, đó chính là cái phần lịch bật tắt nguồn. Thì khi các bạn tích vào đây thì máy sẽ cho chúng ta hẹn giờ tắt và mở điện thoại khi chúng ta không dùng đến. Thì chúng ta cứ tưởng tượng khi các bạn đêm về chúng ta sử dụng xong một ngày, đêm về chúng ta cho máy nghỉ thì chúng ta sẽ hẹn giờ tắt máy, tức là chúng ta sẽ cho tắt từ tầm 11 giờ đến khoảng 7-8 giờ sáng các bạn đi làm thì chúng ta lại hẹn giờ đến 7 giờ chúng ta bật nguồn lên. Đó, thì với cái chế độ này thì nó cũng sẽ cho mang lại cho chúng ta hiệu quả tiết kiệm pin đáng kể. Và như vậy mình đã hoàn thành bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Philips VK6610. Đây sản phẩm đang sở hữu cái dung lượng pin khá là lớn lên tới 5.300 mAh cho thời gian đặt thoại cũng như là sử dụng cực kỳ lâu. Và hiện tại nó là sản phẩm chính hãng đang được bán với giá là 4.990.000 tại Diện Thông Minh. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm siêu phẩm này thì hoàn toàn có thể qua 28 sát đàn cũng như là 119 Thái Thịnh. Và nếu cảm thấy video ích thì các bạn đừng quên like Facebook cũng như subscribe đi channel của Diện Thông Minh. Xin cảm ơn các bạn.